Sáng ngày 10 tháng 6, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố gồm đồng chí Hoàng Quốc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Chí Linh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Phường Sao Đỏ có buổi tiếp xúc với cử tri Phường Sao Đỏ. Cùng dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện một số phòng ban thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đông đảo cử tri của Phường Sao Đỏ. Tại hội nghị tiếp xúc, sau khi nghe đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của thành phố, nghe thông báo về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên tinh thần tập trung dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, tại hội nghị đã có 11 cử tri phát biểu với nhiều ý kiến, kiến nghị với Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố về những vấn đề mà đông đảo cử tri Phường Sao Đỏ quan tâm. Trong đó, đông đảo cử tri ý kiến về việc nhà nước cần quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng đường giao thông, hệ thống thoát nước, trồng cây xanh, xây dựng thiết chế văn hóa, đặc biệt là nâng cấp các nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng phục vụ nhu cầu hội họp, tập luyện văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí cho người dân. Đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục liên quan đến việc cấp đất trái thẩm quyền, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các hộ đủ điều kiện. Xử lý tình trạng đỗ dừng phương tiện giao thông không đúng nơi quy định gây mất an toàn giao thông tại một số tuyến phố. Tiếp tục gắn biển số nhà cho các hộ dân trên địa bàn. Một số cử tri có ý kiến thành phố cần có giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường khu vực chợ Sao Đỏ vì khu chợ đã xuống cấp nghiêm trọng, cần bố trí các hộ kinh doanh buôn bán di dời đến khu chợ tạm để việc kinh doanh buôn bán của các tiểu thương được an toàn, ổn định. Một số ý kiến khác đề nghị quan tâm đến việc dạy và học, khám sức khỏe cho người dân. Sau khi lắng nghe các cử tri phát biểu ý kiến, thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố, đồng chí Hoàng Quốc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Chí Linh đã trân trọng cảm ơn các ý kiến, kiến nghị của cử tri Phường Sao Đỏ. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các phòng ban của thành phố và Phường Sao Đỏ căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, trực tiếp giải trình, làm rõ và trả lời các bước, các quy trình, hướng giải quyết từng ý kiến, kiến nghị của cử tri ngay tại buổi tiếp xúc, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Đây cũng là những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, là cơ sở quan trọng để Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố trình tại kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố trong thời gian tới.